Em xin kính chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Kiên, là đội trưởng và là kỹ thuật, là giám sát, là thi công công trình của bên công ty cổ phần phát triển thép Vina. Hiện tại bên em thì đang có phụ trách cái mảng thi công trọn gói, lập mái ngói bằng khung kèo thép nhẹ Vina Chớt. Hiện tại ở đây thì bên em đang làm một cái công trình nhà chú tước tại An Lão, Hải Phòng và lập ngói bằng khung kèo thép nhẹ Vina Chớt. Bây giờ thì em xin mời mọi người lên mái để em xin giới thiệu với mọi người về cái công nghệ lập mái ngói bằng khung kèo thép nhẹ, những cái ưu điểm của nó so với việc lập bằng thép hộp thông thường. Vâng, thưa mọi người, là buổi sáng nay thì thợ bên em bắt đầu tiến hành thi công. Đây là một cái mái mà người ta, chủ nhà đã xây xilo chứa nước chứ không để hàng giọt danh. Thì về cái mặt tiền của cái mặt sàn này sẽ gồm có hai sảnh. Như vị trí em đang đứng đây là sảnh trước, sảnh tiền này. Một cái sảnh nhỏ ở phía đằng xa kia là một cái sảnh hậu. Đây là cái phần đuôi này, cái phần đuôi này sẽ bỏ lại không lợp để đựng tét nước này, chứa tét nước. Còn ở đây sẽ có một cái sảnh nữa. Chính vì cái phần này bỏ lại thì ở đây sẽ phát sinh ra một cái sảnh nữa. Vậy là tổng thể chúng ta có một sảnh trước này. Ở đây là một sảnh hậu này. Và ở đây nữa sẽ có một cái sảnh rất là nhỏ, chỉ có khoảng 30 phân thôi. Đối với công trình của nhà chú tước này, đây là một cái công trình xây không có bản vẽ, thì bên em đã nên đo đạc kích thước mái và vẽ ra một cái bản vẽ mái để cho tư vấn với khách hàng. Đấy, một cái bản vẽ tổng thể theo cái hình dạng 3D, các cái đường nóc, các cái vị trí đặt xin xét, bố trí độ dốc mái hợp lý nhất. Và chủ nhà hoàn toàn có thể thay đổi theo ý thích. Đây là tầm nhìn thực tế khi mà chúng ta đứng ở mặt đường nhìn vào. Em tư vấn cho khách rất là kỹ về những cái độ dốc mái nó phù hợp nhất. Đây là tổng thể đường, các cái đường nóc nhìn từ trên nhìn xuống. Khi mà thi công thực tế thì bên em có vẽ ra kích thước chuẩn tuyệt đối để cho anh em thợ dễ làm việc và tránh việc sai sót khi thi công. Các cái độ cao của các cái nóc này, rồi các cái khoảng cách đo từ mép sàn vào đã được chia và tính toán rất là kỹ lưỡng. Đối với công trình nhà chú tước này thì có diện tích mái là khoảng 90 m², là một cái công trình có diện tích gọi là vừa và nhỏ. Đối với công trình như này thì bên em thi công trọn gói, nếu mà vật liệu chuẩn bị đầy đủ thì thi công mất khoảng 4 ngày hoặc là 3 ngày, trong đó phần xương mất 1 ngày, còn cái phần lợp thì mất 2 ngày là hoàn thiện tất cả. Đây mới là phần những cái phần xương chính thôi. Sau này từ những cái cánh này chúng ta phải phát triển ra với cái khoảng cách như những cái cây kèo khác và những cái cây rằng, cây trống khác với những cái khoảng cách được chia, được tính toán là nó nằm trong khoảng 1 m đến 1 m 1 một cái cánh kèo như thế này. Vâng, thưa mọi người, đây chính là cái vật liệu để thi công cái công trình này. Đây là vật liệu thép Vina Chớt, thép siêu nhẹ. Và cái cấu tạo của dòng thép này, đây là dòng thép G550. Đây là dòng thép Vina Chớt G550 mọi người nhé, là thép siêu cứng. Cứng hơn so với cả thép hộp rất là nhiều và được mạ lớp AZ100, tức là mạ lưu hợp kim kém 100g trên 1 m², đảm bảo được cái độ chống ăn mòn của nó là tối đa và rất là bền. Và hoàn toàn cái công trình này thi công sẽ bằng vít, các loại vít chống han gỉ chứ không sử dụng bất kỳ một cái mối hàn nào. Thì đối với vật liệu này sử dụng để dựng khung, chúng ta cần hai loại. Thứ nhất là cây TC, đây như ví dụ trên tay em đang cầm, đây là cây TC 7575. Thì đối với kết cấu mái nhỏ như này thì bên em sử dụng cây TC 7575, tức là cái bản rộng của nó là 7,5 phân và cái độ dày của nó là 0,75 mm, tức là 7,5 gem, theo chúng ta hay gọi đơn vị gem của tôn chẳng hạn. Và trên các cái C này đều có những cái gân tăng cứng này. Thứ hai nữa là cây gọi là cây TS, hay còn gọi là dân gian chúng ta hay gọi cây mè, thì nó có hình dạng theo diện omega. Hình dạng omega. Cây này thì mục đích của nó sẽ là để liên kết các cái cánh kèo với nhau, tạo thành một cái thể thống nhất, cũng như là gác những cái viên ngói và bắn vào đây. Sau này nó sẽ được phủ lên trên cùng của cái hệ khung xương và khoạc ngói vào đây và bắn ngói vào đây. Cây mè bên em thì cũng là cây TS3548. Đây mọi người này, TS3548, tức là cái tiết diện của nó là 35 phân. Và cái độ dày của nó là 0,48 mm, hay là 4,8 gem ấy. Và có trên cái đường gân của nó, trên cái đường thân của nó được dập rất là nhiều những cái gân tăng cứng như thế này. Rất chắc chắn. Phía ngoài được gấp mép để tạo
tăng độ cứng cũng như là cầm nắm thi công an toàn cho thợ thi công. Cái ưu điểm của cái vật liệu thép nhẹ này khi thi công lợp ngói chính là cái đầu tiên giống như cái tên của nó, đó là nó rất là nhẹ, nó sẽ giảm được cái tải trọng tổng thể của cái mái đi. Cái phần ngói chúng ta đã rất là nặng rồi, rồi cộng thêm cái phần xà, khung xà nó rất nặng nữa thì cái việc thi công cái tổng trọng lượng của cái mái nó sẽ rất nặng, và cái vật liệu nhẹ này nó giảm tải đi được một phần nào đó cho cái mái ngói. Thứ hai thì đây là một cái loại vật liệu siêu cứng và siêu bền. Nó là cái dòng G thép phôi G550 nhé. So với dòng thép hộp của chúng ta thường là G270 hoặc là G300 thì cái dòng này là G550 này. Nó được mạ hợp kim nhôm kẽm giống như là mạ tôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà mạ rất dày, AZ100. Nên là cái độ chống oxy hóa với môi trường của nó rất là tốt. Đối với các cái dòng tôn chúng ta thường thấy là thường AZ50 người ta đã bảo hành cho chúng ta trong cái khoảng thời gian chống ăn mòn thủng đến 10 năm rồi. Còn cái dòng AZ100 này thì còn sẽ bền hơn rất là nhiều. AZ là ký hiệu của nhôm và kẽm. A là AL mà Z là ZN. Cái tắt của hợp kim nhôm kẽm AZ100. Chống oxy hóa cực kỳ là tốt. Ngoài ra để thi công được cái khung thép này thì hoàn toàn chúng ta không sử dụng bất kỳ một cái mối hàn nào, mà toàn bộ là sử dụng các loại vít tự gen để liên kết với nhau. Chẳng hạn như ở đây thì em có cần liên kết một cái cây này xuống sàn thì sẽ sử dụng cái bàn mã inox này. Đấy, và con sâu nở lốc này nữa để liên kết cái cây này xuống sàn. Đây là cái bản mã inox bên em sử dụng này. Bản mã 510 và con nở inox. Mục đích của hai cái vật liệu này sẽ để liên kết các cái cây trống xuống sàn. Và các cái cây trống này được liên kết với lại các bản mã hoặc là liên kết với nhau bằng con vít mạ kẽm nhôm nóng. Đây là những cái con vít mạ kẽm nhôm nóng chất lượng rất là cao và cái tuổi thọ của nó cũng rất là bền. Mạ kẽm bình thường đã bền rồi, đây còn mạ nhôm nóng nữa, rất là dày, cái lớp mạ của nó rất dày. Sử dụng cái loại này thì chắc chắn là công trình của chúng ta sẽ không bị hàn gì từ những cái con vít này ra. Để sau này vít bắn ngói thì bên em cũng sử dụng vít inox. Đây là về cái vật liệu để dựng lên cái phần khung xương, toàn bộ là sử dụng những cái vật liệu chống hàn gì rất là tốt. Và có răng chống rung, chống xê dịch. Nếu quý khách có nhu cầu lập mái ngói thì liên hệ với công ty xây lắp Vina bên em qua số điện thoại 0904 254 234. Bên em sẽ tư vấn và báo giá thi công thiết kế những cái công trình nhà mái Nhật hoặc nhà mái Thái cho quý khách.